Quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Trường Doanh nhân HBR. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi năm lại có một cột mốc bắt đầu đợt bão tuyển dụng ở hầu hết các doanh nghiệp. Và trong thời điểm này, có lẽ là lúc nhà tuyển dụng nhân sự quay cuồng nhất với đống hồ sơ ứng tuyển chất đầy. Và hơn ai hết, các nhà tuyển dụng hiểu rằng quyết định kết nạp thêm thành viên mới cho đội ngũ của mình có thể làm cho doanh nghiệp bước đến đỉnh cao nếu tìm đúng người, hoặc rơi vào bế tắc nếu đó không phải là một nhân vật phù hợp. Vậy ngay sau đây, Trường Doanh nhân HBR xin gửi tới quý vị và các bạn bài học Mẹo sống sót giữa cơn bão mùa tuyển dụng nhân sự. Tuyển dụng nhân sự là một công việc căng thẳng, vì bạn sẽ luôn bị các bộ phận chức năng đánh giá về quyết định tuyển dụng trong suốt quá trình nhân viên làm việc. Và rõ ràng, bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Tuy nhiên, có một số quy tắc bạn có thể sử dụng để chọn đúng người cho doanh nghiệp của bạn. 1. Tìm người thực sự nghiêm túc và muốn gắn bó lâu dài. Bạn chắc chắn không nên chọn một nhân viên chuyển đổi nghề nghiệp hoặc có công việc thường xuyên chỉ để có mức lương cao hơn, dù người đó có nghiệp vụ xuất sắc đến cỡ nào. Vì nếu một ứng viên không trung thành với bất kỳ công ty nào, thì chẳng có lý do gì để họ ở lại lâu dài với công ty của bạn. Nghiệp vụ là thứ có thể đào tạo được, nhưng bản chất tính cách của các ứng viên là thứ mà bạn cần phải lưu tâm chọn lựa. Luôn kiểm tra thời gian làm việc trước đây của ứng viên và nếu họ đang chuyển đổi công việc một cách liên tục, hãy tìm hiểu lý do vì sao và cân nhắc kỹ càng. Có thể đây không phải là một ứng viên phù hợp cho công ty của bạn. 2. Chọn ứng viên có khả năng học hỏi và phân tích. Hãy thử sử dụng các phương pháp khác nhau để đánh giá kỹ năng học tập và phân tích của các ứng viên. Công tác đánh giá các kỹ năng này của ứng viên có thể rất khó khăn, nhưng nó là tối quan trọng. Đừng chỉ nhìn vào sự hào nhoáng của tấm CV trên tay bạn hay sự trôi chảy và phong thái tự tin mà ứng viên thể hiện. Một ứng viên với sự tự tin là rất tốt, nhưng những gì bạn thực sự muốn là một ứng viên có các kỹ năng cần thiết cho vị trí bạn đang tuyển dụng và được đào tạo bài bản. Điều thứ ba mà những nhà tuyển dụng nhân sự nên lưu ý đó là xem xét ứng viên có thích ứng được với văn hóa doanh nghiệp hay không. Để làm được điều đó, bạn cần phải kiểm tra những kỹ năng xã hội của ứng viên. Hãy xem xét chúng để biết rằng liệu ứng viên có thể thích ứng trong môi trường mới hay không. Bạn cũng có thể hỏi ứng viên về những kinh nghiệm làm việc với sếp, với đồng nghiệp trong quá khứ. Nếu họ là người luôn có xung đột với người khác khi làm việc thì chắc chắn đây không phải là một ứng viên lý tưởng. Điều thứ tư đó là nên tiếp tục cải thiện quy trình tuyển dụng của bạn dù đang ở trong tâm bão. Cho dù bạn đang phải tìm kiếm nhân viên cho một tổ chức lớn hoặc tìm kiếm một số ứng viên tiềm năng cho startup của bản thân, nó có căng thẳng đến mức nào thì quá trình tuyển dụng luôn là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất mà bạn cần phải tập trung vào. Hãy đảm bảo bạn đang làm theo các bước sau. Thay vì hỏi những câu hỏi quá thông dụng và có phần cũ kỹ hoặc các câu hỏi không đúng trọng tâm, bạn luôn cần phải tập trung vào việc tìm hiểu các khả năng, kiến thức, kỹ năng, sự tự tin, thái độ và tiềm năng của ứng viên. Khi bạn quảng cáo vị trí tuyển dụng cho công ty của mình, hãy chắc chắn rằng tất cả các yêu cầu công việc như trách nhiệm, trình độ học vấn, kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng đều được nêu rõ. Nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc đánh giá, phân loại các ứng cử viên và thu hút các ứng viên tiềm năng. Và điều cuối cùng để có thể cải thiện quy trình tuyển dụng nhân sự là hãy để các phòng ban liên quan góp phần đánh giá ứng viên, vì nhiều cái đầu sẽ tốt hơn là một cái đầu. Nhất là khi bạn lại đang phải tuyển dụng ứng viên làm việc trong một phòng ban chuyên môn. 5. Mạng xã hội là một kênh tốt để bạn có thể thêm thông tin về ứng viên. Những câu hỏi trong vòng phỏng vấn chưa chắc đã thể hiện được bản chất thực sự của ứng viên. Có rất nhiều người giỏi khỏa lấp những điểm yếu của họ bằng những lời nói. Vì xét cho cùng, vòng phỏng vấn trực tiếp cũng không thể diễn ra quá lâu để bạn có đủ thời gian khai thác sâu về ứng viên. Tuy nhiên, trên mạng xã hội thì khác. Bạn có thể sẽ rất ngạc nhiên về những thông tin có được từ Facebook của ứng viên đó. Mạng xã hội có thể là một phương tiện để bạn thấu hiểu rõ hơn về tính cách ứng viên của mình, để từ đó đưa ra bức tranh tổng thể và lựa chọn ứng viên một cách thích hợp. Và có lẽ sẽ còn rất nhiều bí quyết tuyển dụng nhân sự nữa để có thể giúp bạn sống sót giữa cơn bão mùa tuyển dụng.
Trường Doanh Nhân HBR luôn hy vọng rằng bài học ngày hôm nay của chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn vượt qua được cơn bão tuyển dụng và thu nhận được những nhân tài tuyệt vời cho doanh nghiệp của mình. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.